Chúng ta là hiện thân của tình thương. Sách của tôi, Người tình thiên cổ, chỉ là một xúc tác cho quý vị để nhắc nhở rằng chúng ta là hiện thân của tình thương. Và nhà thơ như một tiểu thuyết không phải luôn luôn là về cảm xúc cá nhân. Đó có thể là một chút hoài niệm trong không khí, gợi nguồn cảm hứng vào giây phút đó. Đó có thể là một thoáng hương thơm từ khu vườn, gợi lại những kỷ niệm đã quên lãng từ quá khứ xa xôi. Cho nên, chúng ta không bao giờ có thể giải thích cảm giác của ánh mắt đầu tiên đó, hoặc thoáng nhìn lưu luyến lần nữa từ một người hay cho một ai đó, hoặc với một loài vật, một căn nhà, một nơi chốn, hoặc một khung cảnh đặc biệt nào đó làm dâng trào những cuộn sóng cảm xúc trong tâm. Hay có gì đó trong không khí thu hút linh hồn mở ngõ của chúng ta một cách bất ngờ. Và điều bất ngờ đó quyến rũ chúng ta vào một tâm trạng xa xôi của quá khứ xa xưa. Có lẽ là một tình yêu, một cảm xúc, một tình cảm đặc biệt nào đó. Và rồi một thi phẩm đã ra đời qua hành trình này. Rồi những dần thơ đó sẽ tuyệt vời, mỹ miều và thanh thoát như làn gió thoảng từ đại dương, như bầu trời vào thu. Theo ý tôi, chúng ta không làm thơ. Chúng ta lấy thơ ra từ bầu không khí. Chúng ta khám phá thơ trong tâm và không khỏi thốt lên những câu văn và dần thơ. Và thế giới quanh ta vang dội, chuyên chở sự kỳ diệu này vào khoảng cách xa xôi, vượt ngoài giấy bút. Như thế, chúng ta chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của toàn nhân loại. Đó là cách thi ca ra đời. Và thơ thuộc về tất cả mọi người trên địa cầu cũng như ở thiên đàng. Ngạc nhiên một lần nữa. Các cõi thiên đàng cũng thưởng thức thi ca vì chúng ta đồng nhất thể, luôn luôn là vậy và sẽ mãi mãi là như vậy. Trời và đất, con người, thánh thần và loài vật. Cho nên thơ của tôi là của quý vị, cảm giác của tôi cũng là của quý vị, vì chúng ta chia sẻ căn nhà địa cầu tráng lệ này và chúng ta sống dưới cùng bầu trời. Và bất cứ điều gì ảnh hưởng một người sẽ ảnh hưởng người khác hoặc tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta nỗ lực để mang sự thiện lành vào thế giới khi nơi đây còn trong thời kỳ phôi thai của sự hoàn mỹ. Chúng ta trưởng dưỡng và chăm sóc, bảo vệ và chia sẻ mọi đau buồn vẫn còn tồn tại trên địa cầu. Đáng buồn thay, nhưng chúng ta cũng có hạnh phúc và niềm vui ở đây. Đó là cách thi ca ra đời. Khắp mọi nơi, người ta yêu thích thi ca bởi vì đó là nhịp cầu nối liền tất cả kiến thức và cảm xúc của con người, sự liên kết giữa các linh hồn. Chỉ có tình thương, thậm chí ở mức độ cá nhân, sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chúng ta đều đến từ một tinh hoa, đó là tình thương. Chúng ta có thể chia sẻ cùng cảm giác, cùng hy vọng, cùng nỗi buồn, nhưng cũng cùng khát vọng. Đó là tại sao thơ tình đều tương tự khắp nơi. Người ta sáng tác tình ca, thơ tình, tất cả đều về cảm xúc. Tất cả đều về tình thương, niềm hạnh phúc và đôi lúc nỗi thất vọng. Nhưng đó là cái giá phải trả cho tình yêu. Nhờ đó, nó nhắc nhở chúng ta cảm thông và thương yêu nhau như thương người thân yêu nhất và như thể thương chính mình. Tình thương cần cho sự sống và thơ tình thương là tối cần. Bởi thơ sẽ mang chúng ta đến gần nhau hơn như một cộng đồng địa cầu. Như anh chị em của cùng một gia đình. Tình thương, tình thương, tình thương. Tình thương thật sự là tất cả những gì chúng ta cần có trên địa cầu này để có hòa bình, để mang thiên đàng xuống thế gian. Xin hãy thưởng thức thêm thơ văn hoặc ca khúc về tình yêu bất cứ khi nào quý vị có cơ hội. Và hãy bày tỏ thêm tình thương với người thân, với thú cưng, láng giềng, gia đình của quý vị. Với thế giới đại đồng. Chúng ta không bao giờ có quá nhiều tình thương trong cõi vật chất này. Quý vị có nghĩ vậy không?
Dân, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng đồng ý với quý vị. Vậy chúng ta nên vui hưởng tình thương bất cứ khi nào mình có. Chúng ta chia sẻ tình thương bất cứ lúc nào mình có. Và chúng ta tự do diễn đạt bất cứ khi nào có sự thôi thúc để viết xuống. Bởi vì đối với thế giới này, điều tốt nhất là tình thương. Cũng giống như chúng ta yêu thích sự lãng mạn hoặc tình cảm bao nhiêu khi chúng ta đang yêu, hoặc khi chúng ta thương người nhà của mình hay thú cưng thì cũng vậy. Thế giới chúng ta cần loại tình thương này. Thêm, thêm, thêm nhiều tình thương. Thật nhiều tình thương. Con người có bản tánh đôi. Nhiều người hoặc nhiều đệ tử, dĩ nhiên họ siêng năng và không muốn tất cả phủ định đó. Nhưng loài người có bản tánh đôi này. Chúng ta có thiện tánh bên trong và cũng có mặt xấu. Và nếu tu hành không được tốt lắm theo cách chúng ta muốn, do hoàn cảnh, do bổn phận thế gian, hoặc do các vấn đề tình cảm, lúc bấy giờ, hoặc khó khăn trong hôn nhân, hoặc bất cứ gì, hay những điều làm phân tâm khác trên thế gian. Ví dụ như chúng ta thích xem phim ảnh hoặc trò chơi thay vì xem các chương trình giáo dục trên truyền hình vô thượng sư và nhận được thêm phước lành, nhận được thêm hỗ trợ trong vô hình để thiền, để tiến bộ. Chúng ta thích làm mấy việc khác hơn, đó là thói quen của mình. Bị lực lượng ma dương, lực lượng phủ định lôi kéo và chúng ta quên thiên tánh của mình. Và rồi chúng ta sẽ ngày càng ít thánh thiện đi. Ý tôi không phải là chúng ta ít thánh thiện hơn. Ý là chúng ta ít nhớ tới thiên tánh của mình hơn. Chúng ta câu thông ít hơn với thiên tánh mạnh mẽ của mình. Và rồi chúng ta gặp rắc rối. Chúng ta để mặt kia của cá tính, DNA di truyền của mình, hoặc lực định nghiệp lôi kéo mình. Và rồi khi chúng ta tức giận ai đó, thì người đó sẽ bị tổn thương. Chúng ta có sự tự do chọn lựa. Vấn. Vì việc bây giờ các vị thiên đế đã phá vỡ lực lượng phủ định, câu hỏi của con là việc này sẽ mang lại một cách khẳng định như thế nào trên địa cầu của chúng ta? Và điều này có giúp chúng ta được tự do để thể nghiệm một thế giới khác không? Sư phụ, quý vị đang làm vậy. Đồng tu luôn luôn thể nghiệm một thế giới khác, chỉ là với những người bên ngoài thì không chắc lắm. Họ vẫn cần phải trả nợ nhân quả, mặc dù họ không sẵn lòng làm thế. Hiểu ý tôi nói không? Chỉ là thế giới sẽ ngày càng tốt hơn, dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Và con người phải quán chiếu vào bên trong hơn để họ sống hài hòa với nhau hơn. Bằng không, Thượng Đế chỉ có thể giúp chút ít. Nhưng chúng ta là những người làm chủ nhân của chính mình, phải làm chủ cho chính số mệnh của mình. Một là chúng ta tu tập một pháp thiền nào đó và đi cao hơn vào trong tâm thức để chúng ta có thể xử sự tốt hơn. Hoặc là chúng ta sẽ phải đầu thai trở lại để học các bài học rồi trở nên tốt hơn. Tôi không thể ép bất cứ ai trở thành thánh thiện. Chúa Giêsu không làm được, Phật cũng không làm được, bất cứ nhà tiên tri nào cũng không làm được. Chúng ta chỉ có thể làm tới mức mà loài người sẵn sàng hợp tác hoặc đi theo. Đừng lo lắng, nhưng chắc chắn thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Nghĩa là con người đến và đi tùy theo ý muốn của chính họ. Họ không cần phải bị ép vào một loại tù ngục như cái xác không hồn, rồi làm những việc xấu mặc dù họ biết rằng nên làm việc tốt. Cho nên, con người tự do hơn, ha. Thế giới không còn bị gông cùm nữa. Nhưng chúng ta vẫn có ý chí tự do và trí thông minh. Chúng ta phải dùng nó. Bằng không, thế giới này sẽ không được gọi là địa cầu nữa. Bởi vì con người có ý chí tự do để chọn sống ở đây hay không sống ở đây. Họ có rất nhiều nơi để chọn lựa. Họ chọn sống ở đây. Rồi họ phải chọn lần nữa. Họ sẽ đi đến đâu kế tiếp? Không có minh sư nào có thể ép buộc họ làm bất cứ gì. Chúng ta không chỉ có thân thể này. Vấn. Có rất nhiều địa ngục mà sư phụ miêu tả. Và ví dụ như
Một số địa ngục, sư phụ đọc rằng con người có thể trải qua muôn ngàn vạn năm. Sư phụ, vô lượng kiếp, không phải năm, mà vô lượng kiếp. Vấn, và ví dụ như con người có thể rơi vào một trong những địa ngục đó, trong vô lượng kiếp đó, do làm hại cha mẹ mình. Sư phụ, đúng. Vấn, đó là khoảng thời gian vô cùng lâu. Sư phụ, đúng. Vấn, tuy làm hại cha mẹ mình là một tội lỗi ghê gớm, nhưng đó cũng là bản án bất công. Sư phụ, hiểu. Vấn, nên điều mà con không hiểu là con không hiểu làm sao bất kỳ ai trong số chúng con ở đây, bởi vì dường như con thấy rất khó cho một người chu toàn suốt kiếp sống mà không phạm phải một tội nào đó. Và thấy như không cần phạm lỗi nhiều lắm mới rơi vào một trong những địa ngục này. Sư phụ, trong địa ngục. À. Vấn, chúng con làm gì ở đây? Sao tất cả chúng con vẫn không ở đó? Địa ngục nếu mình phải ở đó vô lượng kiếp rồi. Và chúng con đã sống nhiều kiếp trong quá khứ rồi. Sư phụ, có lẽ quý vị đã làm công đức tốt trong quá khứ, và công đức của quý vị vẫn chưa hết. Vì thế, bằng cách nào đó, nó cân bằng tội lỗi của kiếp sống này. Một số người vẫn còn sống, nhưng thân thể Atula của họ đã ở trong địa ngục rồi. Điều đó cũng xảy ra. Và chỉ chờ cho đến khi hạn định tuổi thọ của họ kết thúc, xong, thì sợi dây bạc của họ bị cắt. Và lúc đó, họ sẽ rơi toàn bộ. Chúng ta không chỉ có thân thể này, chúng ta có thân thể Atula, thân thể nhân quả, vân vân và vân vân. Nếu linh hồn phát triển cao đẳng, thì linh hồn sẽ có được các thân thể khác cho tới cảnh giới thứ năm. Đây là cho người bình thường. Và nếu linh hồn không phát triển lắm, thì nó lấy thân thể khác để vô địa ngục. Hoặc thân thể Atula sẽ đi chịu khổ trong địa ngục, trong khi thân người vẫn còn ở đây. Và rồi, đôi khi người ta bị đau ở đây, nhức ở đó, hoặc cảm giác như bị đốt, nóng sốt, và họ không biết tại sao. Một số người thậm chí bốc cháy và chết lập tức, phật cháy, bởi vì họ đi thẳng đến đó. Vấn, con thắc mắc có phải đây là trường hợp khi thân thể Atula đã ở trong địa ngục, nhưng người đó vẫn còn sống. Vậy trong khi còn sống, họ có thể làm gì đó để đi lên không ạ? Sư phụ, có thể, có thể, có thể. Có thể với lòng thành, quyết tâm và lòng tôn kính với Phật chẳng hạn, tăng đoàn, các vị minh sư, cầu xin giúp đỡ, sám hối, thật sự sám hối và khiêm nhường. Cầu xin giúp đỡ thì có thể. Có thể bởi vì một khi ở trong đó thì khó thoát ra. Trước tiên phải thụ án, nhưng chúng ta có thể ngăn ngừa. Tốt hơn là trước khi tới ngục, trước khi vào ngục ngăn chặn lại thì tốt hơn là đã vào trong rồi. Bởi vì ở đây tôi thấy Phật nói điều đó. Bởi vì nếu tội nhân đã đọa vào địa ngục, trước tiên họ vẫn phải thụ lãnh toàn bộ bản án. Ôi trời ơi, thật kinh hoàng. Thành ra Đức Phật nài nỉ tất cả các vị thần, quỷ dương và Bồ Tát để ngăn cản cho họ. Trước khi bước vào cổng ngục, quỳ lại ở đó, làm cái gì đó, làm gì đó. Nếu họ niệm một danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát, thì hãy giúp họ, dù một danh hiệu, một lần thôi. Trước khi bước vào cổng ngục, sau khi vào rồi, thì khó. Có lẽ có thể giảm bớt, giảm thời gian, nhưng điều đó khó, đúng vậy. Bây giờ, nếu người này đã ở trong địa ngục và thân thể vẫn còn ở đây, thì họ vẫn có thể cố gắng làm điều gì đó. Hãy tự giúp mình tu hành, thiền, cầu nguyện, thành tâm sám hối, cầu nguyện xin giúp đỡ vân vân, thì điều đó có thể, có thể. Hoặc nếu có người khác cầu nguyện giùm quý vị và làm những điều phi thường giùm quý vị và có thể đi đến địa ngục và giúp quý vị thoát ra ngoài.
Chúng ta có thể đã là thánh nhân trong quá khứ. Nhiều người sợ, nhiều người cao đẳng sợ thế giới này. Họ biết rõ, rất là rõ sự nguy hiểm ở thế giới này. Rất khó mà giữ được cho mình trong sạch. Rất khó giữ được ngôi vị của mình nếu mình trà trộn với những người ở thế giới này. Có thể mình bị kéo xuống đẳng cấp của họ, rồi dính dưới đó vĩnh viễn. Vĩnh viễn là một chúng sinh tầm thường. Vì một khi quý vị xuống thế giới này, sự việc khác với lúc trên thiên đàng, quyền năng khác, sự đi lại cũng không tự tại giống như trước. Cái gì cũng có thể trục trặc, cho nên họ có thể sa đọa. Thí dụ, quý vị là người rất giỏi, rất mạnh, có thể chạy rất nhanh trên mặt đất. Nhưng khi trở thành người nhái, quý vị đeo những dụng cụ như mặt nạ dưỡng khí, bộ đồ người nhái và quý vị lặn sâu xuống biển. Bây giờ quý vị đang dưới nước, trong lòng biển cả, quý vị có thể gặp khó khăn. Quý vị sống giữa loài cá, quý vị trông như cá và bơi như cá. Những cá khác trông cũng giống quý vị, chúng tưởng quý vị là cá. Chúng có thể đến tấn công và muốn nuốt quý vị. Vì quý vị là cá nhỏ, so với cá khác thì quý vị là nhỏ, như cá mập, cá voi. Vân vân, cá mập phải không? Thấy quý vị nhỏ, chúng muốn nuốt quý vị luôn, cả mặt nạ, bình dưỡng khí và mọi thứ. Có thể không tiêu hóa được, nhưng chúng không biết, tưởng quý vị là một con cá lạ, muốn ăn thử một bữa. Bây giờ, quý vị xa tổng đài, xa trung ương. Quý vị có thể nhận được thông tin, nhưng cũng có thể không, nếu cá tấn công quý vị và cắt đứt sợi dây liên lạc. Cho nên, dù quý vị rất mạnh trên đất liền, nhưng quý vị vô dụng dưới nước vì quý vị không phải là cá. Nếu mặt nạ dưỡng khí của quý vị bị đứt hay bị hỏng, thì quý vị xong đời. Có thể quý vị ở đó mãi mãi, quý vị có thể thành cá, bên trong con cá, rồi thành cá. Hình dáng bên ngoài là một con cá, bên trong thì khác. Cho nên, dù một minh sư xuống thế giới này, họ cũng phải bảo vệ lấy họ bằng nhiều cách khác nhau, không phải bằng cách bình thường. Họ luôn luôn tiếp xúc với bên trong, với thiên quốc, với trí huệ trung ương. Nếu không, họ sẽ bị phiền phức. Quý vị thấy Phật Thích Ca đã từng là một người vô minh hai mươi mấy, 30 năm trước khi tỉnh ngộ trở lại. Và nhờ cơ may mà Ngài gặp được người thầy tốt và thức tỉnh. Nếu không có thể, Ngài sẽ không thức tỉnh. Quý vị có thể tưởng tượng nếu Ngài sinh thêm vài đứa con nữa, rồi cha Ngài qua đời, và Ngài lên làm vua, thì Ngài còn tệ hơn nữa. Có thể Ngài không tỉnh ngộ được, quý vị hiểu không? Hoặc Chúa Giêsu, Ngài là con của Thượng Đế, người con duy nhất. Ngài đã làm gì hồi còn trẻ? Không gì nhiều, giống như mọi người khác thôi. Thậm chí làm nghề thợ mộc kiếm tiền một cách cực khổ, quý vị biết không? Không có gì đặc biệt. Nếu Ngài không thức tỉnh và nhờ vào sự khai ngộ, nhờ có minh sư giỏi, nhờ ân điển của Thượng Đế, thì Ngài đã đi về đâu, chúng ta cũng không biết. Hãy nhìn Judas và Peter, lẽ ra họ là những vị thánh khai ngộ vĩ đại, theo một vị thầy vĩ đại, vậy mà họ vẫn rớt. Dù chỉ là tạm thời, nhưng ý sư phụ muốn nói là sự nguy hiểm của thế giới này. Ít nhất là họ biết họ rớt và họ quay đầu trở lại. Nhưng nhiều người không biết. Vậy chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm lắm. Thế giới này rất nguy hiểm. Đôi khi có những vị thánh rất cao xuống thế giới này, từ đẳng cấp rất cao, là thánh nhân đến thế giới này. Và rồi họ bị kẹt lại ở đây mấy ngàn năm trước khi họ được giải thoát và trở về nhà. Tiền kiếp quý vị có thể đã là thánh. Quý vị xuống đây với ý định tốt để giúp thế giới này, nhưng lại bị kẹt ở đây. Có thể do phẩm chất thánh nhân mà quý vị đạt được từ tiền kiếp, nên quý vị khóc trong lòng. Có lẽ quý vị nhớ một cái gì đó trong tận cùng tiềm thức. Nhớ lại là mình có gì khác với những người bình thường ở đây. Quý vị không chịu nổi sự khổ đau nữa,
Vì vậy, quý vị cầu cứu. Cho nên, minh sư nào đó phải xuống giúp quý vị. Nếu quý vị tu hành tốt và thành tâm, thì quý vị có thể biết điều này, có thể cảm thấy điều này. Quý vị biết rằng mình không phải từ thế giới này, không phải là một người tầm thường. Quý vị đến từ một mục đích nào đó. Nhưng quý vị lại bị tuột xuống. Giờ đây, quý vị cố gắng trở về nhà. Chuyện này có xảy ra, có xảy ra. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư.